xin kính chào quý vị và các bạn. Thứ năm và thứ sáu này, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ lại chịu ảnh hưởng của sóng lạnh yếu tràn xuống nước ta. Trời sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, với lượng mưa trong khoảng là từ 20 đến 50mm và có những nơi mưa vượt 80mm trong vòng 24 giờ. Trong mưa dông thì có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió rất mạnh. Những ngày này, khi đi dạo xung quanh những con phố của Hà Nội, du khách sẽ dễ dàng bắt gặp những cây bằng lăng tím, khoe sắc mộng mơ. Tuy nhiên thì mưa ở thủ đô Hà Nội dự báo sẽ kéo dài cho đến ngày thứ bảy của tuần này, nên việc chiêm ngưỡng và ghi lại những hình ảnh về loài hoa này sẽ gặp khó khăn. Do là có mưa nên trời rất mát, nhiệt độ cao nhất ngày trong khoảng từ 25 đến 27 độ. Về đêm thì trời se se lạnh, khoảng là từ 22 đến 23 độ. Với những du khách yêu thích biển Đà Nẵng thì cũng sẽ gặp bất lợi về thời tiết. Vì dự báo từ ngày thứ năm cho đến ngày thứ bảy ở thành phố biển, hôm nào cũng sẽ có mưa dông về chiều, ảnh hưởng ít nhiều đến việc đi lại và tắm biển của du khách. Mưa xuống thì sẽ giúp bầu không khí trong lành và dễ chịu hơn. Nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 32 đến 33 độ. Về đêm thì trời mát và khoảng là 27 độ. Không chỉ tại Đà Nẵng mà nhiều nơi khác ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ vào chiều tối ngày thứ năm này cũng sẽ có mưa rào rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi trên 50mm trong vòng 24 giờ. Khả năng thì có thể xảy ra tình trạng ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Với thành phố biển Phú Quốc, từ ngày thứ năm cho đến ngày thứ bảy, dự báo là chiều nào cũng sẽ có mưa dông. Trong đó thì chiều tối ngày thứ năm và ngày thứ sáu, quý vị cần đề phòng với hiện tượng lốc, sét và gió rất mạnh nguy hiểm. Trước khi chuyển mưa thì trong ngày trời vẫn có nắng với nhiệt độ vừa phải, không vượt quá 32 độ, thuận lợi cho du khách thực hiện các kế hoạch du lịch của mình. Kết thúc bản tin sẽ là phần dự báo cho các điểm du lịch khác trên cả nước.